Xin chào 500 em đã quay trở lại với channel Phân Lý Phi. Có lẽ chúng ta đã nhận ra sự ưu ái đặc biệt đối với những truyền mạnh nhất dưới trướng Tứ Hoàng so với phần còn lại. Những truyền khác, từ việc Rodan nói rằng sẽ đón tiếp nồng nhiệt và hào hứng khi Shirumura đồng ý gia nhập ban hải tặc của mình. Và bởi vì ban hải tặc Rodan có thể xem là những phân diện chính của One Piece, là những kẻ mà ban Murom cần phải tiêu diệt trong tương lai. Nhưng vì hiện tại chưa phải là đất diễn của ban hải tặc này nên chúng ta chưa thấy họ xuất hiện nhiều. Dù vậy tôi chắc chắn rằng Oda sẽ dành rất nhiều thời gian để nói về Shirumura cũng như Ben Batman, cái tay phải của Tứ Hoàng xoay tóc đỏ. Giống như cái cách đã làm với Tư Lệnh Ngọc Katakuri và Phượng Hoàng Marco, cũng như đang làm với Okanban King tại Wano Quốc này. Đó là bởi vì so với những truyền khác thì họ có một vai trò quan trọng hơn, sức mạnh cũng đáng nể hơn nên cần nhiều thời gian để thể hiện hơn. Và trong chapter 1035 vừa qua, chúng ta đã thấy được khuôn mặt thật của King là như thế nào. Một khuôn mặt lạnh lùng với mắt đượm buồn, cùng với đó là một mái tóc bạch kim với làn da nâu và đôi gánh đen khổng lồ, những đặc điểm dành riêng cho chủng tộc Lunaria. Cũng như một đoạn hồi tưởng ngắn giữa King với Kaido ở cái thử lần đầu gặp nhau. Bởi nó làm tôi liên tưởng ngay và luôn tới khoảnh khắc lần đầu tiên Roger gặp Rayleigh. Roger nói về việc sẽ làm rung chuyển thế giới, cũng giống như Kaido nói rằng chỉ có mình mới có thể thay đổi thế giới vậy. Và trong video này tôi sẽ nói tất cả mọi thứ về King và chủng tộc Lunaria. Từ việc chủng tộc này có nguồn gốc ở đâu, tại sao chính quyền thế giới lại muốn xóa sổ chủng tộc này, và dường như chính quyền thế giới còn muốn nhiều hơn thế nữa. Tất cả điều đó sẽ dẫn tới vai trò của King Arbor trong ác Wano Quốc này là gì? King sẽ bị bắt tiếp tục hay giống như Drake đã làm ở Wano Quốc này, xin liên minh với Luffy Murom hay còn hơn thế nữa? Còn cụ thể như thế nào thì ok, không để các bạn được chờ thêm nữa. Chúng ta hãy cùng ngồi xuống em yêu bán nút chén trà và tìm hiểu về chủ đề vô cùng thú vị nóng hổi này. Trong chapter 1023, khi Queen tiết lộ chủng tộc của King, tôi đã nói về nguồn gốc chủng tộc này. Qua đó theo như lời của Rau Trắng thì chủng tộc Lunaria được gọi là thần, có thể tạo ra và điều khiển được lửa, tần sóng trên đỉnh Red Line trước khi có thánh địa Merizoi. Điều này làm tôi nhớ tới một chi tiết về thánh địa Merizoi, đó là khu rừng bao quanh nơi này là một khu rừng nhân tạo. Tại sao chính quyền thế giới lại phải tạo ra một khu rừng nhân tạo mà không phải là trồng một khu rừng tự nhiên? Có phải là chính quyền thế giới muốn có một khu rừng được trồng càng nhanh càng tốt, hay là không thể trồng được rừng ở thánh địa Merizoi này? Vì nó đã bị phá hủy, giống như những tác động của hòn đảo Băng Hazard, một bên là băng tuyết lạnh buốt, một bên là nóng như hỏa diệm sơn. Tôi tin rằng đã xảy ra một cuộc chiến kinh thiên động địa ở đây, nó đã thiêu rụi tất cả, phá hủy mọi thứ ở vương quốc cổ đại Merizoi. Sau khi xóa sổ vương quốc cổ đại, Ngũ Lục Tinh vẫn giữ nguyên cái tên Merizoi và chỉ thay đổi từ vương quốc cổ đại Merizoi thành thánh địa Merizoi. Và Ngũ Lục Tinh quyết định tạo ra một khu rừng nhân tạo để che giấu một vết tích một cách nhanh nhất có thể. Và với những sức mạnh mà King vừa sâu diễn với Zoro trong chapter 1035, một con rồng lửa khổng lồ nóng như dung nham, thì nó càng chứng minh điều tôi nói khả năng cao là đúng. Ngoài trừ việc đất nước mà King Arbor từng sinh sống có phải tên là Merizoi hay đó là cái tên do chính quyền thế giới đặt. Trong cover story dành riêng cho Enel, chúng ta đã biết sau khi lên tới mặt trăng, Enel đã khám phá ra lịch sử nơi này. Hóa ra những người Skypiean, Sandian và Bican, những người sau này là tổ tiên của mình, đều có nguồn gốc từ mặt trăng. Sau khi sử dụng hết tài nguyên, họ quyết định du hành tới trái đất. Đồng thời trong tiếng Latin thì Lunaria có nghĩa là giống như mặt trăng. Phải chăng chủng tộc của King có liên quan gì tới mặt trăng, hay đúng hơn là những người tới từ mặt trăng? Và trong ba chủng tộc này, có thể thấy đôi cánh của người Bican là có sự tương đồng rõ nét nhất với đôi cánh của King. Nhưng họ thì lại không thể tạo ra và điều khiển được lửa giống như chủng tộc Lunaria. Vì thế khả năng cao Lunaria chính là chủng tộc thứ tư có nguồn gốc từ mặt trăng mà chúng ta chưa biết tới cũng như Oda chưa đề cập đến. Mặt trăng cùng với mặt trời luôn đi đôi với nhau trong bất kỳ thần thoại nào. Và người Sandorian trong quá khứ hay Sandia ở hiện tại là những người thờ thần mặt trời, khả năng cao chính là thần mặt trời Nika. Cái nối tới những lời của Rau Trắng trước đó về việc nơi chủng tộc Lunaria sinh sống để Red Light được gọi là đất nước của thần, tức là tộc nhân Lunaria được xem là những vị thần. Rõ ràng là vậy, đó là lý do vì sao King tỏ rõ sự ngạo mạn với Zoro trong chapter 1035. Thân phận thấp kém như ngươi không thể nào có thể đánh bại được ta. Nhưng tạm thời bỏ qua chuyện đó, cái mà tôi quan tâm ở đây là việc tộc nhân Lunaria được gọi là thần, nhưng là thần gì mới được? Thần chiến tranh, thần tình yêu hay là thần gì? Và tôi nghĩ đó là thần mặt trời, cụ thể hơn là thần mặt trời Nika. Mặt trời thì luôn đỏ rực cháy, giống như một ngọn lửa lớn không bao giờ tắt, và chúng tộc Lunaria của King có thể tạo ra và điều khiển được lửa một cách điêu luyện. Những gì King đã thể hiện trước Zoro là minh chứng tuyệt vời nhất cho điều đó, một con rồng lửa khổng lồ tỏa sáng cả một vùng trời đêm rộng lớn. Và có thể là bạn đã biết rồi, con người chúng ta có rất nhiều phát minh lớn nhỏ và quan trọng, nhưng trong số đó, lửa luôn luôn là phát minh nổi tiếng nhất và quan trọng nhất. Nó chính xác hơn là cách con người điều khiển được sức mạnh tự nhiên này. Lửa bảo vệ, lửa đem lại hơi ấm và thay đổi cách thức con người nấu ăn. Lửa cũng giúp cho con người rèn luyện kim khí, chế tạo công cụ, một bước ngoặt quan trọng để lại người trở thành sinh vật thống trị muôn loài. Và có thể bạn đã hiểu ý tôi, điều này có nghĩa là mặc dù cùng có nguồn gốc từ mặt trăng, nhưng so với ba chủng tộc người là Skypiean, Sandian và Bican, thì tộc người Lunaria cao hơn một bậc, đặc biệt hơn, mạnh hơn, thông minh hơn, với việc có thể tạo ra và điều khiển được lửa, nên đã chọn định cư trên đỉnh Red Light và được ba chủng tộc người kia xưng tụng là những vị thần. Giống như việc hơn 400 năm trước, những người Sandorian đã xưng tụng những con rắn khổng lồ là thần Kashigami và thờ phụng hiến tế cho nó. Nhưng đối với Monolenolen, đó chỉ là một con rắn và một khu tộc, để rồi sau đó đại chiến sĩ Kagura cũng nhận ra đó là một khu tộc và giết chết con rắn thứ hai. Còn con của cặp đôi rắn này chính là con rắn khổng lồ đang sống ở Skypiea, Nola. Và nếu chủng tộc Lunaria chính là những vị thần mặt trời Nika trong quá khứ, thì những gì mà Hutu đã nói trước khi bị Jinbe đánh bại chính là dành cho họ. Nhưng những lời của Hutu là dành riêng là ám chỉ một người, một cá nhân chứ không phải là một chủng tộc hay một tập thể. Từ xa xưa những kẻ nô lệ luôn tin rằng một ngày nào đó chúng sẽ được giải phóng bởi vị chiến binh trong truyền thuyết. Thần mặt trời Nika chẳng rõ kẻ này có thật sự tồn tại hay chỉ là do chúng ảo tưởng mà ra.
nhưng chúng tin rằng cái đó sẽ mang lại nụ cười và giải thoát chúng khỏi nỗi thống khổ. Trước khi có những thông tin về chủng tộc Lunaria, thì tôi đã từng nghĩ rằng thằng mặt trời Nika chính là Joy Boy, bao gồm Joy Boy của hơn 800 năm trước và cả Joy Boy của tương lai. Nhưng sẽ như thế nào nếu Joy Boy và thằng mặt trời Nika là hai nhân vật khác nhau? Joy Boy như mặt trăng, còn Nika là thằng mặt trời, và King Abo chính là hậu duệ chính tông của thằng mặt trời Nika. Tôi nói như vậy là bởi vì có rất nhiều thông tin làm tôi thích thú xoay quanh hình xăm trên khuôn mặt của King. Đầu tiên, nhìn vào hình xăm thì anh em liên tưởng tới điều gì? Tôi thì ngay và luôn, không cần phải suy nghĩ, liên tưởng tới cành ô liu. Và thật thú vị khi tìm hiểu thông tin về ý nghĩa và biểu tượng của cành ô liu thì mọi thứ thật tuyệt vời. Cây ô liu là một loại cây có lịch sử huy hoàng, nó phổ biến trong văn hóa và thần thoại Hy Lạp. Chúng đóng vai trò là biểu tượng quan trọng nhất của tự nhiên. Loại cây này là biểu tượng của sự trường thọ, sự kiên trì, hòa bình và tình hữu nghị, sức khỏe và sự phát triển. Loại cây này có khả năng là chịu được thời tiết khắc nghiệt nhiều hơn các loại cây khác. Theo truyền thuyết, khi cây ô liu bị phá hủy và đốt thành tro, nó sẽ mọc lại đáng kinh ngạc chỉ trong vòng một ngày. Mặc dù đây chỉ là một sự cường điệu, tuy nhiên thực tế cây ô liu là biểu tượng cho việc vượt qua khó khăn và sẵn sàng sống sót trong bất kỳ tình huống khó khăn nào. Khoa học đã ghi nhận rằng hầu hết các nơi mà cây ô liu được tìm thấy trong tự nhiên không phải là những mảnh đất màu mỡ, nhưng loài cây này luôn tìm cách để thích nghi với thiên nhiên để tồn tại. Và Quinn từng trận tranh chém gió với Sanji về chủng tộc Lunaria. Hắn là một tộc nhân Lunaria còn sống sót, khi đúng ra tất cả phải bị xóa sổ rồi. Lũ quái vật đó có thể sống sót trong bất kỳ môi trường ngặt nghèo nào mà thế giới dành ra cho chúng. Rõ ràng tộc nhân Lunaria chính là ví dụ kinh điển nhất cho việc vượt qua nghịch cảnh mà cây ô liu chính là biểu tượng. Nhưng đặc biệt nhất phải kể đến ở đây là việc cây ô liu chính là biểu tượng cho hòa bình và sự vĩnh cửu. Theo lịch sử của cây ô liu, trong thần thoại Hy Lạp, thần Zeus đã khuyên hai vị thần đấu tranh cho quyền lực để cai trị người dân không phải bằng cách đổ máu mà là thông qua tình yêu mà họ có được từ người dân. Do đó cây ô liu chính là biểu tượng của tình yêu, hòa bình và hữu nghị. Cây ô liu không chỉ tồn tại trong môi trường khắc nghiệt mà còn có thể phát triển và sống trong một thời gian rất dài. Cây ô liu có tuổi thọ trung bình là khoảng 800 năm. Nghe 800 năm tôi liên tưởng ngay lập tức tới khoảng thời gian thế kỷ trống cho tới hiện tại. Và cây ô liu lâu đời nhất được cho là đã tồn tại 3.000 năm. Đây là một ý nghĩa của sự vĩnh cửu mà cây ô liu sở hữu. Oda luôn có những lý do cho việc đặt tên hay vẽ một hình xăm trên khuôn mặt của một nhân vật nào đó, và nó sẽ còn đặc biệt hơn với một nhân vật có vai trò quan trọng trong One Piece. Và tôi nghĩ rằng King Arbor chính là một cái phụ quan trọng như thế. Vậy nên trước đó việc Quinn từng nói rằng King là một kẻ bệnh hoạn thích tra tấn, chưa hẳn là tính cách bản chất thật của King nó riêng, hay đúng hơn là của chủng tộc Lunaria nói chung, mà giống như cái cách Hushu đã miêu tả về thằng mặt trời Nika hơn, kẻ đó sẽ mang lại nụ cười và giải thoát chúng khỏi nỗi thống khổ. Và nếu bạn còn nhớ thì lãnh chúa vùng đất Ringo Shimotsuki Ushimaru chính là hậu duệ chính tông của đại thần kiếm Shimotsuki Ryuma, và trên lưng ông có hình xăm Yohi gia tộc của mình. Hai thanh kiếm đang chém vào nhau, nhưng bạn có để ý là nó được bao quanh bởi hai cành ô liu. Dù nó khá mờ và Oda cũng không muốn đào sâu về các samurai này, nhưng tôi nghĩ rằng đó chính là cành ô liu. Và hơn thế nữa, mặc dù Kozaburo hay Koshiro đều thuộc gia tộc Shimotsuki, nhưng sẽ không có hình xăm tương tự như thế ở sau lưng. Với tôi là nó chỉ dành cho những người được xem là hậu duệ chính tông mà thôi. Thêm một minh chứng nữa, đó chính là Weaver của tộc người Sandorian chính là hậu duệ chính tông của đại chiến sĩ Kagura, người mạnh nhất, người bảo vệ thần dân của mình, người được tôn sùng thờ cúng, và ông cũng là người bạn rất thân của Monblanolan. Và trong một đoạn hồi tưởng lúc nhỏ của Weaver, chúng ta chưa thấy hình xăm trên khuôn mặt của nhân vật này. Nhưng hiện tại thì sao? Trên mắt trái của Weaver có một hình xăm lớn ôm trọn cả con mắt, và chỉ duy nhất hậu duệ chính tông của đại chiến sĩ Kagura là có hình xăm như thế. Từ điều này làm tôi nghĩ rằng, trước khi bị chính quyền thế giới bắt hơn 26 năm trước, sau khi biết mình chính là hậu duệ chính tông của người được xưng tụng là thần mặt trời Nika, King mới có hình xăm giống như cành ô liu bên mắt trái như thế. Và nếu bạn để ý thì cả Monkey D. Dragon, thủ lĩnh của cách mạng, người khao khát được mang lại tự do cho thế giới, cùng với Weaver, hậu duệ của đại chiến sĩ Kagura, và giờ là King, cả ba người này, những người đều khao khát được tự do, giành lại vùng đất của tổ tiên, những người đều có mối thâm thù với chính quyền thế giới, đều có hình xăm bên mắt trái. Rõ ràng đó không phải là một sự ngẫu nhiên, và nó tiếp tục làm tôi nhớ tới cái giả thuyết rất hay của Ken Ohara trước đó. Hòn đảo lọt theo chính là phần mắt trái còn thiếu của hòn đảo hình đầu lâu Zaya. Và nói tới chính quyền thế giới, làm tôi muốn nói sâu hơn về đoạn hồi tưởng giữa King với Kaido. Rõ ràng chúng ta đều biết rằng chủng tộc Lunaria đã bị chính quyền thế giới xóa sổ, và chính quyền thế giới sẵn sàng trả 100 triệu Bailey cho ai cung cấp thông tin về chủng tộc này. Nhưng sau đó thì sao? Cứ ngỡ là người cuối cùng còn sống sót đã chạy trốn được sự tàn bạo của chính quyền thế giới, nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Chính quyền thế giới đã dễ dàng xóa sổ được chủng tộc hùng mạnh Lunaria, và King đã bị bắt làm vật thí nghiệm. Kết hợp với những gì tôi nói về chủng tộc Lunaria và thằng mặt trời Nika ở trên, tất cả điều này dẫn tôi tới một suy nghĩ. Phải chăng trong quá khứ hơn 800 năm trước, trong khoảng thời gian thế kỷ trống, dù được xưng tụng là thần có sức mạnh đặc biệt hơn những chủng tộc khác, nhưng chủng tộc Lunaria không vì thế mà hại hiếp kẻ yếu, bắt nạt những chủng tộc yếu hơn. Ngược lại, họ sử dụng sức mạnh đặc biệt của mình là có thể tạo ra và điều khiển được lửa để bảo vệ những người dân, những đất nước nhỏ bé trước móng vuốt của Im, của thế lực là tiền thân chính quyền thế giới ở hiện tại. Điều này làm cho Im, một kẻ có tham vọng thống trị thế giới, tìm một cách phải xóa sổ cho bằng được chủng tộc Lunaria, rõ ràng là vậy. Và một mặt muốn xóa sổ tận gốc chủng tộc này, nhưng mặt khác, Im và chính quyền thế giới hiện tại vẫn luôn khao khát sức mạnh của chủng tộc Lunaria. Đó là lý do vì sao chúng ta thấy King đã bị bắt và đem làm chuột bạch cho những thí nghiệm ở Băng Hazard. Và tôi nghĩ rằng nó có liên quan tới những thí nghiệm về người khổng lồ cổ đại mà chính quyền thế giới đã theo đuổi hàng trăm năm qua. Phải chăng chính quyền thế giới muốn tạo ra một đội quân khổng lồ có thể tạo ra và điều khiển được lửa? Và nó là một phần sức mạnh của SSG mà Hải quân đã đề cập trước đó, khả năng rất cao là như vậy. Và những gì đã xảy ra với King và chủng tộc Lunaria trong quá khứ làm tôi liên tưởng ngay tới người Do Thái.
họ đã trải qua một lịch sử lâu đời, bị đàn áp và bị thảm sát trên rất nhiều vùng đất khác nhau. Dân số và phân bố dân cư của họ thay đổi qua nhiều thế kỷ. Nó gắn chặt với những mâu thuẫn tôn giáo, nhưng cũng không thể bỏ qua việc bởi sự thông minh, tài giỏi của người Do Thái. Và nếu Jerusalem chính là vùng đất thánh của ba tôn giáo lớn Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo, thì thánh địa Merzoy chính là vùng đất thánh đối với tộc người Sandoria, Lunaria và chính quyền thế giới ở hiện tại. Ý tôi là khả năng cao ông đã lấy tưởng vùng đất thánh Merzoy dựa trên vùng đất thánh Jerusalem. Điều thú vị hơn nữa đó là xứ Do Thái cũng vốn là quê hương của cây ô liu, với núi cây ô liu hay núi cây dầu nằm ở phía đông thành phố Jerusalem. Núi này được gọi theo tên các lùm cây ô liu đã có thời phủ kín các sườn dốc, và núi ô liu gắn liền với các truyền thống Do Thái và Kitô giáo. Với tất cả điều này, tất cả những gì tôi nói về nguồn gốc chủng tộc Lunaria, thì rõ ràng người duy nhất còn sống sót của chủng tộc Lunaria phải có một vai trò rất đặc biệt, và đất diễn của King cũng sẽ còn rất nhiều. Vậy vai trò trong tương lai của King là gì? Một lúc nào đó King sẽ liên minh với Luffy hay thậm chí là gia nhập bang Muram? Với việc khi được Kaido mời đi cùng tạo dựng cơ nghiệp, King không đồng ý ngay lập tức mà đòi hỏi ngược lại Kaido. Ông thật sự cho rằng ông có thể thay đổi được thế giới, và chính sự tự tin của Kaido đã khiến King chấp nhận đi theo. Và tới trước khi bị Zoro đánh bại thì King vẫn luôn tin rằng Kaido sẽ làm được điều đó, trở thành vua Etak. Tôi không nói rằng King sẽ phản bội lại Kaido, mà đơn giản là sau ác quan đô quốc này, khả năng Kaido chết là rất cao. Và trên thực tế, King không phải là vì Kaido, mà là vì mối thù chủng tộc nên mới phò tá Kaido. Bởi Kaido mạnh thì King cũng có lợi, thì khả năng đánh bại chính quyền thế giới cũng sẽ cao hơn. Và nếu bạn để ý thì có thể thấy giữa Robin với King Arbor có rất nhiều điểm chung. Đầu tiên là cả Ohara và chủng tộc Lunaria đều bị chính quyền thế giới xóa sổ. Ohara thì chỉ còn mỗi mình Robin sống sót, và chủng tộc Lunaria thì chỉ còn mỗi mình King. Nhưng Robin may mắn hơn khi không bị chính quyền thế giới giam cầm trong một khoảng thời gian giống như King. Và sau khi kết thúc ác Alabasta, Robin đã chủ động xin gia nhập bang Muram. Tất nhiên là Luffy đã đồng ý ngay lập tức. Trên hết, nếu bạn để ý rằng hiện tại với sự đa dạng chủng tộc trong thế giới One Piece, thì Big Mom cũng chỉ còn thiếu 3 chủng tộc mà thôi. Đó là tộc người khổng lồ, tộc Lunaria của King và một tộc bí ẩn chưa được Oda tiết lộ. Và mặc dù Luffy không có ý định sưu tầm tất cả chủng tộc giống như những gì Big Mom đang làm, nhưng kết quả thì như thế nào? Rất nhiều con người với sự đa dạng chủng tộc đều tự nguyện đi theo phò tá Luffy bằng cách này hay cách khác. Từ người khổng lồ cho tới những người tộc Tí Hon, tộc chân dài, tộc tay dài, hay người cá dù rất căm ghét con người, nhưng với Luffy và bang Muram lại là một câu chuyện khác, vân vân, mây mây. Có nghĩa tôi tin rằng cái đích cuối cùng mà Oda muốn hướng tới cho Luffy đó là Luffy chính là bạn của tất cả mọi người, mọi chủng tộc, và tất cả mọi chủng tộc đều có sự tự do bình đẳng như nhau, không ai cao thấp hơn ai. Và để làm được điều đó thì bắt buộc chính quyền thế giới phải bị lật đổ, chế độ chiếm hữu nô lệ phải bị xóa sổ. Và King, một người vẫn đang đau đấu với nỗi đau diệt chủng, thì cũng như một lẽ hiển nhiên sẽ hướng về phía Luffy. Tôi không chắc là King sẽ gia nhập bang Muram hay không, nhưng tôi chắc chắn rằng King sẽ là một đồng minh mạnh mẽ của bang Muram trong tương lai. Và để King chấp nhận đi theo phò tá Luffy giống như Robin, hay theo một cách đơn giản hơn là giống như hạm đội Muram, thì Luffy cần phải thể hiện nhiều hơn hiện tại. Cũng như Oda sẽ phải tiết lộ sự đặc biệt của Luffy đối với thế giới One Piece, Luffy là cho boy hay một điều gì đó. Nói tóm lại, trong Zofeta 2022 mới đây, Oda đang ý về việc Luffy sẽ bùng nổ trong năm 2022 sắp tới. Khả năng cao chính là Rinam, tức tỉnh trái quỷ, và đặc biệt là tôi muốn thấy Oda nói về mối liên kết giữa Luffy với cho boy. Tóm lại, thông qua video này tôi muốn nói rằng chủng tộc Lunaria có nguồn gốc từ mặt trăng và được gọi là thần, với một cá nhân được xưng tụng là thần mặt trời Nika, và King chính là hậu duệ chính tông của thần mặt trời Nika đó. King cũng như chủng tộc Lunaria được Oda lấy tưởng dựa trên người Do Thái. Thánh địa Merzoy được Oda lấy tưởng dựa trên vùng đất thánh Jerusalem. Và trong tương lai, King sẽ là một đồng minh mạnh mẽ của Luffy, thậm chí cũng có thể là một thành viên bang Muram. Hy vọng các bạn thích video này, đừng quên like, đăng ký kênh và bấm vào chuông để theo dõi những video mới nhất.